Trận mưa lớn như trút nước vào chiều qua 11 tháng 10 đã khiến cho nhiều khu vực trũng thấp của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị ngập sâu trong biển nước. Trong đó nặng nhất tại phường Gành Tráng khiến cho nhiều khu dân cư, đường phố bị kẹt trong nước lũ. Phương tiện tài sản của người dân bị hư hại. Theo ghi nhận, vào 22 giờ tối 11 tháng 10, tại khu vực 3 phường Gành Tráng, người dân nơi đây vẫn nỗ lực dọn dẹp, cứu vớt các tài sản bị hư hại. Dọc các tuyến đường chính vào các khu vực dân cư bị ngập sâu. Nhiều vị trí bị chia cắt, giữa đêm khuya nhiều người dân vật lộn với lụt lội để trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Tại khu vực 3 phường Gành Tráng do bị tắc hệ thống thoát nước nên xảy ra tình trạng nước động khiến nhiều vùng dân cư ngập sâu, có nơi ngập 1 đến 2 mét, đỉnh điểm từ khoảng 16 giờ đến 20 giờ đêm cùng ngày. Trận mưa lớn nước lên nhanh đã khiến nhiều người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản, máy móc, vật dụng trong nhà bị ướt hư hại, các phương tiện bị ngập nước nằm la liệt trong các tuyến đường bị ngập. Nhiều tiểu thương ở chợ Gành Tráng phản ánh đồ đạc, hàng quán của họ cũng bị ngập nước, hư hại rất nhiều, tổn thất nặng nề. Nhưng mà ngập to lắm, nước lên nhanh thiệt nhanh luôn, nên là hàng hóa không kê kịp, trồn đồ mua bán giờ chưa có thống kê được nhưng mà ướt hơn nhiều lắm. Trước mắt là tủ lạnh xe máy rồi, vô nhà ướt ngập lên hết luôn, tủ lạnh mình lên tới đây thì còn gì tủ lạnh. Rồi hàng hóa rồi nữa hơn nhiều lắm. Những cái năm trước là tình trạng ngập thì không có, nhưng mà chỉ diễn biến từ năm ngoái tới nay thôi. Có giải pháp nào để mà khắc phục tình trạng này chứ, cứ năm nào dân cũng vậy sao chịu được. Làm bao nhiêu là cứ tới tới mùa mưa là hư hết rồi. Địa phương cũng vừa ngành ráng đây là mong cho chính quyền địa phương là làm cho nó khỏi ngập lụt gì đó, dân mưu sinh đó, làm anh cái kiểu gì mà đỡ bà con mà ngập lụt kiểu đây là cái nước hết tiền hết bạc, tổng thiệt hại rồi nó nhiều vật chất lắm. Nhiều người dân ở khu vực 3 phường Gành Tráng bức xúc phản ánh, thực trạng cứ mưa lớn là ngập nặng xảy ra ở địa bàn này nhiều năm là do khu khách sạn nghỉ dưỡng ven biển xây quá cao, bao chắn ngang bờ biển và không có hệ thống thoát nước đủ lớn. Một số người dân đề nghị cần tháo dỡ và giải tỏa để mở đường thoát nước mặt trước biển phường Gành Tráng để tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư phía sau.